Rồi xin chào anh em nhé. Lên cho anh em bộ DW 809 2 pin 2A và một sạc. Pin này thì có thể nhận sạc zin cho anh em luôn. Thì anh em có thể nhận adapter hoặc zin tùy anh em. Còn đây là em set bộ cho anh em là pin đóng adapter với giá là 2,4 triệu bộ này. Bao gồm một thân máy 2 pin 2A một sạc. Thì pin 2A nó mỏng cho nên là anh em thay thế nhau anh em sử dụng leo cao phù hợp cho anh em. Con này thì 190 N, dòng 20V max. Lực 190 N là thoải mái để anh em bắn tôn, bắt vít. Vòng tua của nó là đạt 2.800 vòng trên 1 phút. Đó, thì anh em nào quan tâm đến con này thì phù hợp cho anh em bắn tôn nhé. Cũng như là bắt vít, bắn bu lông nhỏ, bu lông bánh trước xe máy trở về. Rồi, ok, một máy 2 pin 2A một sạc 2,4 triệu, anh em quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.